Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Trước đây mình đã có giới thiệu đến mọi người về một vài cái phụ kiện dành cho MacBook. Và chính mình cũng đã dán vào chiếc MacBook của mình một cái phụ kiện, đó là dán máy. Mình đã dán cho toàn bộ chiếc máy này, bao gồm các cái mặt mà lát nữa mình sẽ giới thiệu sau. Nhưng mà bộ dán này mình đã dán được khá là lâu rồi. Và ở đây mọi người có thể nhìn thấy là đã có những cái vết xước xung quanh máy. Hồi đó là mình có vệ sinh qua cái máy này, nhưng mà vấn đề của mình là không hiểu sao lau lại bị xước hết như thế này. Và bây giờ mình cảm thấy nó khá là xấu, nên là ngày hôm nay mình sẽ làm cái video này, bóc toàn bộ bộ dán này ra và dán một bộ dán mới để xem là khi mà mình bóc cái bộ dán này xong thời gian ra thì nó có để lại keo hay không, và cái bộ dán này có bảo vệ tốt cho máy hay không, liệu rằng là những cái vết xước này nó có hằn lên máy hay không nhá. Và bắt đầu ngay vào video thôi. Rồi, và bộ dán mình đã từng dán và hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu để cho mọi người luôn. Đó là bộ dán từ InnoStyle, một cái hãng mà làm về rất nhiều các phụ kiện cho MacBook. Bộ dán này sẽ là bộ dán 6 trong 1 như ở trên bao bì có ghi. Thì 6 trong 1 là như thế nào? Sẽ là bộ dán phần mặt ngoài này, về cả phần màn hình như thế này, phần viền ở đây, phần cái tay đó, và phần trackpad cùng với cả mặt bên dưới này. Bộ dán này thì sẽ không bao gồm những cái viền ở cái xung quanh máy như thế này nhá, và sẽ không bao gồm cái bên trong bàn phím. Riêng với cả những cái dòng mà có hai giải loa bên cạnh này thì cũng sẽ không có chỗ dán đây đâu đó, và sẽ có những cái chỗ dán như ban nãy mình có nói thôi. Ok, vậy thì cái ưu điểm của cái bộ dán này thì ai cũng biết rồi, rõ ràng là nó để bảo vệ cho máy tránh bị xước này, không chỉ phần vỏ bên ngoài đâu mà cả bên trong phần màn hình. Nếu như mà bạn ít khi mà vệ sinh cái bàn phím ấy thì mà gặp lại như thế này thì rất dễ là mụn có thể bám lên màn hình, có thể găm hẳn vào màn hình luôn, và cũng có thể là gây xước. Và một cái đặc thù nữa mà rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên những chiếc máy MacBook, đặc biệt nhé là trên chiếc máy màu Midnight như thế này, đó là cái máy này nó rất là dễ bám mồ hôi và dấu vân tay. Vì vậy nên dán cái bộ dán này vào cũng sẽ làm cho chúng ta có thể hạn chế tối đa được việc mà bám dấu vân tay và mồ hôi ở trên này nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thực hành, và mình sẽ không thực hành ở trong cái phòng quay này đâu, mà sẽ đến với một địa điểm đặc biệt hơn. Theo chân mình ngay nhá. Rồi, mình đã bóc xong bộ dán và mọi người có thể nhìn thấy ở đây không có một vết keo nào ở phần mặt ngoài. Đến cả phần màn hình cũng như là phần kê tay cũng đều như thế, không có keo. Cùng với phần mặt dưới, mình cầm lên cho mọi người xem nhé. Đây, không có keo luôn, chỉ có một chút bụi ở phần góc như này bởi vì mình vừa để xuống bàn thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ dán luôn cho chiếc máy này nhá. Bây giờ mình sẽ bóc ra và cho mọi người xem ở bên trong nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái gói giấy, thực ra là khăn ướt, với cả một vài lớp để lấy bụi. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một cái mặt dán sau này, mặt đáy ạ. Một cái mặt dán ở bên ngoài, một cái để dán kê tay và phần viền bên trên. Phần dán trackpad và dán màn hình. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu dán luôn nhá.
Rồi, mình vừa mới ở cửa hàng Mark One ở địa chỉ Hoàng Cầu và dán cho chiếc máy của mình. Và đúng mọi người biết ở trên bàn này chiếc máy nào là máy mình vừa dán. Mọi người cứ nhìn thấy không ạ? Đây là chiếc máy của mình, là một chiếc máy vừa dán xong. Và tiện thể khi mình xuống cửa hàng, mình cũng có mượn luôn cái chiếc demo của cửa hàng luôn, để so sánh cho mọi người là khi một chiếc máy có dán và một chiếc máy không dán nó sẽ khác nhau thật sự như thế nào nhé. Đó, khi mà anh editor sẽ edit cái video này thì mọi người có thể nhìn rõ hơn được những cái vết vân tay bám ở trên chiếc máy bên này, và nhìn thấy được sự khác biệt khi mà không có một chút vân tay nào ở trên máy bên này nhé. Đó, dán vào xong thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều vân tay, thậm chí là có thể là không thấy luôn, và màu máy cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Kể cả đó thì ở mặt bên trong cũng như thế. Gần như là rất là khó để có thể phân biệt được đâu là một chiếc máy dán rồi và đâu là một chiếc máy chưa dán. Có chăng thì cái sự ảnh hưởng thì có thể nhìn thấy được ở bên trên phần màn hình này, khi mà cái bên màn hình bên này nó sẽ hơi bị lóa một chút, nhưng mà nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc của chúng ta sử dụng máy đâu nhá. Đấy là so sánh cơ bản giữa hai máy, một chiếc dán rồi và một chiếc chưa dán, để cho mọi người có thể thấy được rằng sự khác biệt đến đâu nhá. Và một số cái lưu ý cho cái bộ dán này. Ở phần trackpad thì nó sẽ hơi có một các cái vết hằn ở đây, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng máy thì nhiệt độ của máy lên này, cộng với đó là thêm cái nhiệt độ ở trên ngón tay của chúng ta nữa, khi mà chúng ta di nhiều trên này nó cũng sẽ mờ dần đi thôi và gần như là sẽ trong suốt. Nhưng mà mình không thích cái cảm giác ở trên cái miếng dán này lắm, nên là thường thì mình sẽ bóc miếng dán này ra. Cái này thì tùy mọi người nhá. Một cái lưu ý nữa cho bộ dán này, đó là nó bám rất là chắc. Như ở đầu video các bạn có thể thấy là cái chị dán máy cho mình, dán cái máy này mà bóc ra nó cực luôn á, bóc mãi mới được. Nhưng đấy là một điểm rất là tốt, bóc mãi mà nó không ra thì chứng tỏ là miếng dán, bộ dán này nó rất là chắc chắn, nên là mọi người không phải lo về vấn đề là dán xong nó có bị bong ra không hay là nó có vấn đề gì đó. Nhưng mà được cái là ban nãy khi mà mình có shower cho mọi người rồi, cái quá trình bóc ra ấy nó không để lại một chút keo nào hết, bởi vì cái công nghệ dán của nó không phải phụ thuộc vào keo nhiều, mà đây là cái dán tự tính, nên là rất là yên tâm, bóc ra thì máy rất là sạch sẽ. Rồi, đây là một video vui vẻ để chúng ta có thể nhìn thấy được là cái tác dụng của một cái phụ kiện dành cho MacBook này. Và với mức giá chỉ khoảng 680.000, cùng thêm đó là các bạn còn được giảm giá 10% cho phụ kiện này khi mà chúng ta mua máy tại Mark One, thì chỉ còn khoảng 580 thôi. Thì có thể bảo vệ một chiếc MacBook tốt như thế này, liệu bạn có sẵn sàng để đầu tư thêm hay không? Hãy để lại ý kiến phía bên dưới nhé. Hoặc hãy thực hiện hành động luôn, chọn MacBook và sau đó hãy chọn ngay cho mình một bộ dán hợp lý nhất tại Mark One. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ những nội dung khác cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.